Hôm nay, thành phố Hà Nội rút báo động 2 trên sông Hồng, sông Đuống khi nước lũ tại các dòng sông này đã bắt đầu rút từ ngày hôm qua. Theo đó, thì căn cứ vào mực nước sông Hồng tại Hà Nội hồi 1 giờ sáng nay là 10,39m, mực nước báo động 2 là 10,50m. Thành phố Hà Nội đã rút báo động 2 trên sông Hồng tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Thành phố Hà Nội cũng rút báo động 2 trên sông Đuống khi mực nước trên sông này thời điểm 0 giờ hôm nay là 9,94m, mực nước báo động 2 là 10m. Thành phố Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận huyện Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, các đơn vị ở những địa phận trên và các ngành, các cán bộ đã được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh rút báo động 2.